chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với chủ đề Aerobic và bài tập cơ bản cho người mới bắt đầu. Những lưu ý giúp tập aerobic đạt hiệu quả và hướng dẫn một số bài tập cơ bản cho người làm quen bộ môn này. Cùng đến với chia sẻ của hai huấn luyện viên câu lạc bộ Aerobic Fitness Hưng Yên. Cuối chương trình là câu chuyện cân bằng cuộc sống nhờ aerobic của chị Nguyễn Mỹ An ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Aerobic là môn thể dục nhịp điệu được một bác sĩ phát minh ra cách đây gần 40 năm. Aerobic không chỉ là các động tác thể dục mà là sự gắn kết giữa âm nhạc và khiêu vũ. Ngày nay, thể dục nhịp điệu đã trở thành một môn thể thao được ưa chuộng trên toàn thế giới, kể cả lứa tuổi trung niên. Các giải thi đấu aerobic thường xuyên được tổ chức tại các đơn vị cơ sở, trường học và tại thế vận hội. Theo nghiên cứu của trường đại học Alabama, Mỹ và nhiều nhà khoa học Canada, các bài tập aerobic giúp cải thiện hệ tim mạch, hô hấp, phát triển cơ bắp, tăng cường nhận thức, tự tin, khả năng sáng tạo, duy trì thể lực và cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, aerobic còn rất được phụ nữ ưa chuộng vì giúp cho thân hình thon thả, loại bỏ những phần mỡ dư thừa của cơ thể. Ngoài ra còn có các bài tập thích hợp cho nhiều đối tượng tập luyện, kể cả phụ nữ mang thai. Thưa quý vị, qua clip ngắn vừa rồi thì chúng ta đã thấy được việc tập luyện aerobic mang lại rất nhiều lợi ích cả về thể chất, tinh thần, sức khỏe và vóc dáng. Vậy những lưu ý giúp cho tập aerobic đạt được hiệu quả như mong muốn là gì? Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Hoàng Hường, huấn luyện viên câu lạc bộ aerobic Fitness Hưng Yên. Chào chị Ánh Tuyết. Chào quý vị và các bạn. Thưa chị, đối với bộ môn này thì cái thời gian và cường độ lý tưởng để mà tập luyện, để mà đạt được cái hiệu quả tối đa của tập aerobic là gì ạ? Thời gian tập luyện tốt nhất của chúng ta thì từ 5 đến 6 giờ sáng. Và tập vào buổi sáng thì sẽ giúp cho chúng ta có tinh thần hơn. Chúng ta nên tập dưới 1 tiếng để đảm bảo hiệu quả tốt nhất và tránh cho bản thân chúng ta quá mệt mỏi. Còn một lưu ý nữa, chúng ta nên tập luyện đều đặn để mang lại hiệu quả tốt nhất, tránh trường hợp chúng ta đang tập và bỏ dở thì sau đó kết quả nó không được như mong muốn của bản thân. Vậy trước khi tập luyện thì chúng ta cần lưu ý những gì ạ? Chúng ta nên uống một nửa lít nước trước tập khoảng 3 đến 60 phút để đạt hiệu quả tối đa, tránh mất nước trong quá trình tập luyện. Và trước khi tập luyện thì chúng ta cũng nên ăn nhẹ, nạp một ít protein, tinh bột như khoai lang, rau xanh hoặc một số loại thịt nhẹ nhàng, tránh cho chúng ta tụt đường huyết trong quá trình tập luyện. Ngoài ra, trước khi tập luyện chúng ta cũng nên làm ấm cơ thể bằng phương pháp khởi động, giúp cho cơ thể chúng ta khỏe khoắn hơn này, các cái cơ, những cái xương khớp của chúng ta làm nóng lên, tránh tình trạng chúng ta chấn thương trong quá trình tập luyện. Và sau khi tập luyện thì chúng ta cũng nên giãn cơ để tránh trường hợp cơ nó quá làm việc quá sức sẽ gây chấn thương cơ, chấn thương khớp của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta còn lưu ý những gì nữa không ạ? Ví dụ như là vấn đề trang phục hoặc là giày tập ấy ạ. Đối với trang phục tập luyện thì chúng ta nên chọn những cái đồ thấm hút mồ hôi, vải có thể là cốt tông mịn màng và ôm sát với cơ thể của bản thân để phù hợp với cái cơ thể của chúng ta nhất, tạo độ thoải mái nhất định cho bản thân lúc tập luyện. Giày tập thì chúng ta nên chọn giày tập vừa chân, giày bằng để giúp trong quá trình tập luyện thì không bị đẩy chân về phía trước vì bài tập của chúng ta là phải giữ vững gót chân. Ngoài ra chúng ta tập luyện thì sẽ tập từ những bài tập đơn giản, sau đó đến những bài tập nâng cao hơn. Những bài tập cơ bản thì sẽ giúp cho bản thân chúng ta thích nghi dần với các bài tập, sau đó khi cơ thể chịu được cái áp lực ý, thì chúng ta sẽ nâng dần bài tập lên khó hơn. Tốc độ thì sẽ cao hơn và nhanh hơn để giúp chúng ta có thể tăng cơ, giảm mỡ và giảm cân theo như ý muốn của bản thân. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Hường đã có những chia sẻ rất là thú vị ạ. Vâng, chào chị. Chúc quý vị và các bạn có những buổi tập mang lại hiệu quả tốt nhất để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Và để tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng theo dõi một số bài tập cơ bản giúp làm quen với aerobic do huấn luyện viên Ngọc Anh, câu lạc bộ Aerobic Fitness Hưng Yên hướng dẫn. Trong lúc tập luyện chúng ta sẽ có sự đau nhức cơ, đó chính là sự đau nhức cơ, đặc biệt là dùng lực cơ đủ nhiều. Và chúng ta để khắc phục tình trạng này chúng ta cần khởi động trước các khớp cổ tay, cổ chân, khớp cổ. Thứ ba là hông, chùm gối xoay hông. Thứ tư là đầu gối. Để cho người mới bắt đầu tập luyện aerobic, mình xin giới thiệu tới mọi người ba kỹ thuật chính, đó chính là kỹ thuật lắc hông, hóp mở và giật bụng. Và sau đây mời mọi người theo dõi mình hướng dẫn kỹ thuật đầu tiên, đó chính là kỹ thuật lắc hông. Đầu tiên hai chân tách rộng bằng vai, chùm gối nhẹ, để tay trước ngực, đổ người về trước 15 độ, đẩy dùng lực cơ đùi đẩy hông sang trái, rút đùi về, dùng lực cơ đùi đẩy mông sang phải,
đẩy căng mông về phía sau 45 độ, tiếp trái phải trái phải, di chuyển gối. Lúc chúng ta đẩy đùi chúng ta phải di chuyển gối, gối không được khóa này. Trái phải, tay kéo căng lách này, căng lách càng căng càng tốt, nó sẽ vào cơ liên dừa này. Phải trái phải, tiếp theo đến kỹ thuật thứ hai, kỹ thuật hóp mở, cũng hai chân tách rộng bằng vai, trùng gối nhẹ, để tay trước ngực vuông góc, dùng lực cơ đùi đẩy đẩy căng mông, đẩy căng đùi về trước, chếch chéo lên 45 độ, gồng lưng, siết chặt cơ đùi lại, siết chặt bụng, hóp, rút đùi về, mở, hóp, mở, hóp, đẩy căng lên, đẩy căng mông lên, đẩy càng căng càng tốt, đẩy căng bụng dưới, lên, hóp, mở, hóp, mở, hóp, mở. Ok, đến kỹ thuật thứ ba, đó là kỹ thuật giật bụng. Cũng hai chân tách rộng bằng vai, trùng gối nhẹ. Bước 1, trùng gối sâu, để tay, dùng lực cơ đùi hất căng bụng dưới lên 45 độ. Bắt đầu, 1, 2, 3, hất, xuống, hất, trùng, hất, càng căng càng tốt này. Dùng lực cơ đùi đẩy căng lên, lên, xuống, lên, mọi người nhớ siết chặt bụng, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Sau một thời gian đến với bộ môn thể thao aerobic, không chỉ sức khỏe của chị Nguyễn Mỹ An ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động ngày càng cải thiện hơn, vóc dáng cân đối hơn, mà cuộc sống của chị cũng có nhiều thay đổi tích cực. Mặc dù cách nhà khoảng 10 km, nhưng gần 4 tháng nay, sáng nào cũng vậy, chị An đều dậy sớm để đi tập aerobic tại phòng tập ở thành phố Hưng Yên. Sức khỏe của tôi nó không được tốt cho lắm, lúc trước là nó hay bị chóng mặt này, rồi nhức đầu, nhiều khi xương khớp nó cũng bị mỏi á. Thôi mình mới tìm hiểu thì mới thấy ở đây có cái câu lạc bộ về aerobic, thì cũng đi tập và trải nghiệm một thời gian thì cũng thấy rất là thích thú. Và trong quá trình tập á, thì sức khỏe được cải thiện rất là nhiều, như là sức khỏe tốt này, không còn đau đầu nữa này. Rồi là tinh thần thì mình phấn chấn hơn, mình làm việc hiệu quả hơn. Và mọi cái hoạt động của cơ thể nó được nhanh nhạy hơn, rồi mỡ thừa nó cũng giảm đi một phần. Nói chung là mình thấy bộ môn này rất tuyệt vời với chị em phụ nữ. Thời gian trước đó, sức khỏe của chị An không bảo đảm, tinh thần khá căng thẳng, áp lực. Thậm chí có những lúc bị stress nặng do con trai 12 tuổi đau ốm triền miên, chồng lại thường xuyên đi công tác xa nhà. Và từ khi có cơ duyên đến với bộ môn aerobic, không những ngày càng trẻ hơn so với độ tuổi 43 của chị, mà quan trọng hơn, chị đã tự cân bằng được cảm xúc, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng được cải thiện. Cuộc sống, công việc cũng diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ hơn. Từ ngày cháu nó đi tập đến giờ được mấy tháng rồi nè, về người nó cũng khác này, tinh thần nó cũng thoải mái này, nó vui vẻ lên này. Đấy, xong là nó nghe cái tính nết của nó cũng thoải mái, nó thay đổi ra. Chứ trước kia là nó chưa đi tập mà người nó buồn lắm, nó vì thứ nhất là cái áp lực con cái suốt ngày ở nhà trông con trông cái, xong quanh ra lại ra cổng quanh vào nhà lại con cái cháu mười mấy năm nay rồi. Bộ môn aerobic chính là nguồn năng lượng tích cực mang lại hạnh phúc và lợi ích sức khỏe tuyệt vời đối với chị em phụ nữ. Vì vậy, chúng ta hãy thường xuyên luyện tập thể thao để khỏe cho mình, khỏe cho gia đình và cùng hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Thể thao và Cuộc sống tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.